Xin chào, tôi là anh Hiên đã quay trở lại với quý vị khán giả. Đây là trận đấu chung kết trong buổi sáng ngày hôm nay giữa các đội chủ nhà, cán bộ lãnh đạo huyện Long Bồn và cán bộ lãnh đạo thành phố ở trong khuôn khổ giải đấu chào mừng kỷ niệm giải phóng miền Nam cũng như là ngày quốc tế lao động. Lúc này hiệp đấu đầu tiên chính thức được bắt đầu. Lên bóng nào, cơ hội toa sớm dành cho các thủ chủ nhà. Đối mặt rồi, một không dành cho các bạn đào Huyền Long Bồn. Duy Anh có vẻ như là người đã băng vào để giúp cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong một pha bứt tốc dành cho người đồng đội Marcel số 23. Một pha lấy bóng từ phần sân nhà và sau đó là tình huống cho kè rất hay của cầu thủ áo trắng. Đường truyền cú dứt điểm sửa góc xa nhưng nó lại khá nhẹ và đồng đội đã băng vào để khiến cho mọi thứ trở nên chắc chắn hơn. Một mặt xem ra thì ở trận đấu trước anh nhìn thấy nhận định rằng là cán bộ lãnh đạo thành phố họ vẫn còn đang đá đủ bền và giữ bài, nhưng bây giờ Hóc Môn mới là những người giữ bài. Xoay ngược dứt điểm của đội của tiền đạo số 9 Công Anh. Cách đá của các thủ áo trắng đúng kiểu là cúp phải ở lại với chủ nhà. Nguy hiểm. Đó là cú đá thẳng dành cho số 3 Mai Hoàng của các thủ lãnh đạo thành phố. Nhưng tiếc là thủ thành của chủ nhà đã để bóng vượt sang ngang. Một cú đá phạt rất to chính nhưng vẫn sẽ có đá phạt góc dành cho cầu thủ Nguyễn Lê Trường Hà. Hay quá Ngọc ơi, đấy một pha tắc bóng vừa đủ dành cho đội hình Doanh Tài Cường Quốc vẫn còn Ngọc Anh. Lần này cái bóng xoáy ra ngoài quá rồi, suýt chút nữa là có cú đúp trong trận đấu này của Ngọc Anh. Đồng đội đá phân bóng rất tốt và trước đó thì đội bóng cán bộ lãnh đạo thành phố đá có một chút lơ đánh thì họ hơi miệt mài cho câu tấn công. Có sự chuẩn bị phải để bàn thua. Đăng Phúc chân trái cú đá từ xa. Số 1 đều. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã được san bằng khi mà thời gian nó trôi về những phút cuối của hiệp 1. Một cú đá ở tầm thấp và khiến lúc này thì Trung Kiên đã có thể đứng dạt vào đá trung lộ với vai trò của bóng tiền vệ sáng tạo. Seaver để nhường lại cánh phải cho số 3. Ông Bạch Hoàng quả người rất tốt, điểm 10 cho chất lượng của Duy Anh. Vẫn còn Duy Anh vào. Hai bàn dành cho các thủ chủ nhà. Một pha đột phá từ hành lang cánh trái của tiền đạo số 9 Duy Anh. Và tất nhiên là anh đã khiến cho mảnh lưới của các bộ lãnh đạo thành phố rung lên một cách đầy thuyết phục. Với cách đá như thế này, hãy cùng chờ xem liệu là những bài đánh đội của Trung Kiên. Bóng vào lưới rồi và bàn thắng được công nhận dành cho cán bộ lãnh đạo thành phố. Tỷ số đã cân bằng là 2-2. Một tình huống mà bóng đã xoáy rất chậm. Tỷ số đã cân bằng là 2-2. Ngay tức khắc bàn thắng được cân bằng dành cho các cầu thủ của cán bộ lãnh đạo thành phố và tấm bóng vừa đủ dành cho trung vệ Ba Chéo số 13 Trung Tính. Hai đội bóng đang bắt đầu tăng nhịp. Sẽ có đá phạt. Ngọc Duy Thời chấp ở bên trái trong tình huống này.
trong trận đấu ngày hôm nay đến khá nhiều. Gió đã đổ chiều trong trận đấu này và vượt lên dành cho các đội nào thành phố. Cánh chim đầu đàn đã thể hiện sức mạnh của mình. Người đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Xuân Văn và có thêm cả sự có mặt của số 20 Trần Văn Chiến. Nhiều khả năng sẽ là cú đá chân phải của Văn Chiến. Đấy rồi! Cú đá rất là nốt và cực kỳ tốt của Văn Chiến. Vị lãnh đạo đến từ đơn vị trưởng phòng kinh tế. Rõ ràng là kinh tế liên quan đến sự tính toán là rất nhiều. Anh đã tính căn chỉnh các kiểu, nhưng Cường Quốc là người chỉnh tốt hơn. Và di chuyển tốt của thủ thành số 22 của lãnh đạo thành phố đã bắt bài. Cú đá từ xa, bóng bật ra. Nhưng có lỗi biệt định. Quả bóng và thủ thành của chủ nhà đã phải đập bóng để bật ra với cú đá ăn bắt của đối tượng. Đến đây thì anh Yên sẽ phải nói lời chào tạm biệt và bây giờ xin nhường mic cho ban tổ chức và lễ bế mạc.